Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Cái mà đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay đó là một ngày mà chúng ta có rất là nhiều thông tin nữa các bạn. Một ngày mà rất là sôi so động ở trên thị trường crypto. Chúng ta cũng đang thấy được là giá đó của Bitcoin hôm nay đã đạt đỉnh mới các bạn lên tới mức là 94.000 đô nhưng mà ngay sau đó nó lại giảm trở xuống cái mức là như ngày hôm qua các bạn thật ra giá bây giờ thì cao hơn qua một chút nhưng mà cũng cỡ đó thôi các bạn khoảng chừng là 92.000 đô thì chúng ta cũng đang theo được là giá vẫn đang ở cái mức cao nhưng mà chúng ta vẫn không có thấy được bình khôi tiếp tục đột phá các bạn đột phá ngày hôm nay nhưng mà sau đó lại có một sự điều chỉnh và hôm nay đó có một cái thông tin thường nghĩ là liên quan tới tại sao mà chúng ta thấy giá bitcoin lại có cái sự tăng trưởng như vậy cũng như là chúng ta có rất nhiều những cái thông tin nổi bật và quan trọng trong video ngày hôm nay thường muốn mang đến cho các bạn chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì trước hết thuần sẽ bắt đầu bằng một cái meme của bạn để cho mọi người relax một chút à, chúng ta có thể thấy được hai cái video trên màn hình khi bạn nghe theo lời người khác rồi đầu tư nó sẽ như thế này các bạn <laughs> Và khi mà bạn tự tìm hiểu rồi đầu tư thì nó sẽ như thế này các bạn. <laughs> thôi nó giỡn các bạn một chút mà thôi để cho các bạn có một cái tâm trạng relax một chút tại vì chúng ta ngày hôm nay chủ yếu sẽ nói về rất là nhiều thông tin. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Trước hết đó các bạn nên thấy được là gần đây chứng khoán của Hoa Kỳ đã nguội lại nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy Bitcoin giữ được cái mức là hơn 90.000 đô coi như cũng rất tốt rồi các bạn. Tuy là ngày hôm nay chúng ta thấy chỉ số Nasdaq, chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó đã có cái sự hồi phục là hơn 1% và nó có sự tương quan thường là với lại thị trường Bitcoin thì chúng ta cũng đã thấy hôm nay cũng đã có một cái sự tăng trưởng thì Bitcoin ở mức cao thì cũng không có gì gọi là ngạc nhiên nhưng mà thật ra đây gần đây chúng ta cũng thấy nhiều ngày chỉ số Nasdaq cũng là màu đỏ nhưng mà Bitcoin vẫn tiếp tục giữ được ở cái mức cao các bạn và chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 đó thì kết thúc tăng 0.4% nhưng mà hồi sáng này đó là một màu đỏ các bạn và Dow Jones kết thúc đó thì tiếp tục là một màu đỏ như các bạn nhìn thấy trên màn hình giảm 0.28% không phải là giảm nhiều các bạn nhưng mà hồi sáng này cũng có những cái thông tin gây ra sự lo ngại như là liên quan đến cái thông tin về tin tức Ukraine tấn công vào dùng biên giới của Nga bằng tên lửa do Mỹ sản xuất làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và đương nhiên Bây giờ đó cái sự lo lắng mà nhiều người nói đến đó chính là điều này có dẫn đến chiến tranh hạt nhân hay là không. Nhưng mà Chúng ta nhìn vào phần thị trường nữa thì đến cuối cùng chỉ số S&P 500 vẫn kết thúc là tăng 0.4% và Dow Jones cũng không phải là à, giảm nhiều đâu các bạn và cả ba chỉ số Future thì bây giờ là màu xanh thì đó là một cái sự lo lắng mà sáng này nhưng mà nó cũng không có đến nỗi khiến cho thị trường đỏ mạnh các bạn. Chúng ta cũng nên hiểu đó là thị trường vận hành bởi những câu chuyện và một câu chuyện mà được nói tới nó lui hoài ra thì sẽ khiến cho thị trường bị lần đi các bạn. Các bạn cũng nên nhớ lúc mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine bắt đầu đó thì mỗi một thông tin đều khiến cho thị trường tăng hay là giảm rất là nhạy cảm luôn chúng ta cũng đang nhớ là cái lúc mà fed tăng lãi suất đó những cái thời điểm đầu tiên thì mỗi một câu nói của fed đều khiến cho thị trường tăng hay là giảm nhưng mà riết rồi thị trường cũng làm quen các bạn các ba cũng đã nhớ là những chỉ số này cùng với lại bịch hồi đạt đỉnh mới không phải là lúc Fed giảm lãi suất các bạn mà ngay cái lúc mà lãi suất đang ở mức cực kỳ cao những chỉ số chứng khoán và bịch hồi và thậm chí bất động sản vẫn liên tục đạt đỉnh mới cho các bạn thấy được là chúng ta thường đó hay quan tâm đến những câu chuyện tại vì câu chuyện nó quan trọng hơn sự thật nhưng mà một câu chuyện chúng ta nghe tới nghe lui rồi đó thì à, mọi người sẽ lần đi với câu chuyện đó và câu chuyện chiến tranh giữa nga và ukraine thì cũng như vậy các bạn các bạn cũng nên nhớ là cách đây không lâu đó mọi người đều rất là quan tâm đến từng thông tin liên quan đến chiến tranh ở trung đông bây giờ chiến tranh trung đông đó, thì vẫn tiếp tục các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là tin tức nó ít ảnh hưởng đến giá cả của tài sản hơn đó là điều mà tôi cũng Đình tiền chia sẻ với các bạn rồi chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì à, ngày hôm nay cũng không có thay đổi các bạn ở mức là dưới 70 đô cho một thùng dầu là 69 đô và 38 cent. Hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy cũng đã tăng trở lại rồi. Sau khi mà Trump đắc cử đó thì các bạn cũng đã thấy là cái hợp đồng của vàng đã giảm liên tục và đã dưới 2.600 đô. Ít nhất bây giờ đã tăng trở lại hôm nay tăng 0.5% các bạn ở mức là 2.644 đô. Chúng ta sẽ nói thêm về crypto một lát nữa các bạn. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay đó thì có một cái sự chia sẻ đến từ Jim Cramer các bạn và Jim Cramer nói là cần phải có có mối đe dọa chiến tranh hạt nhân để hạ lãi suất <laughs> các bạn thấy được sau đó đó người bên dưới này đến từ Bruce Capital thì nói là Jim làm ơn đừng bình luận về chiến tranh <laughs> tại vì các bạn thấy được là Jim Kimmel nói gì đó thì thường cái điều ngược lại xảy ra về chiến tranh như thế nào đó thì chúng ta không biết nhưng mà chúng ta cũng không nên biết đâu các bạn và nếu như mà dựa theo kinh nghiệm của thuận đã phân tích Jim Cramer mấy chục năm nay đó thì à, cái câu nói này Jim Cramer thường nói những câu nói nó hơi khó hiểu một chút và nó hơi khó đọc một chút các bạn nhưng mà nếu như mà đọc theo câu nói này đó thì chúng ta có hai khả năng thứ nhất là sẽ không có chiến tranh hạt nhân nhưng mà Fed vẫn sẽ giảm lãi suất thứ nhì là có chiến tranh hạt nhân nhưng mà Fed vẫn không giảm lãi suất <laughs> thì đương nhiên à, thuận sẽ hy vọng chúng ta có cái sự lựa chọn thứ nhất các bạn sẽ không có chiến tranh hạt nhân và Fed vẫn sẽ giảm lãi suất. Hy vọng Jim Cramer không làm cho chúng ta thất vọng mà chúng ta thấy được. Ngay bây giờ đó thì phần trăm về Fed giảm lãi suất cuộc họp tháng 12 đó thì cũng cỡ như ngày hôm qua không thay đổi các bạn. Phần lớn bất nhiên về là sẽ giảm thêm 0.25 nhưng mà không phải là nhiều lắm. 58.9% còn lại đang nghĩ là Fed sẽ giữ lãi suất là 41.1%. Đây là những lần hiếm hoi mà chúng ta thấy là chỉ số CMB nó không rõ ràng như thế này. Thường nó rõ ràng hơn. Đương nhiên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tại vì cái cuộc họp kế tiếp là cuộc họp cuối cùng của năm nay các bạn sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 12. Nhưng mà ngày hôm nay đó chúng ta thấy được là đột ngột giá Bitcoin cũng đã đạt được cây đỉnh mới. Trong khi mà chúng ta thấy thị trường tài chính cũng khá là im lặng thì có tin tức gì lớn liên quan đến Bitcoin hay là không? Thì có một vài thông tin các bạn và cái thông tin nổi bật nhất đó là cái thông tin Thùng đã từng chia sẻ với các bạn ngày hôm qua rồi. Hôm nay đó chính là cái ngày mà sẽ bắt đầu giao dịch hợp đồng quyền chọn option cho cái quỹ ETF của BlackRock là IBIT các bạn Thì à, chúng ta cũng đã nói tới tại sao cái này quan trọng trong video ngày hôm qua rồi Để thường nhắc lại một cách nhanh nhất có thể các bạn Tại vì hợp đồng quyền chọn đó là một cái dạng đầu tư có thể thực hiện nhiều chiến lược các bạn Giống như là bây giờ các bạn là một người mà đang lưu trữ cổ phần của BlackRock Bitcoin ETF Các bạn đầu tư rồi khi mà giá lên các bạn chốt lời mà thôi Chứ còn cái loại tài sản này cái loại cổ phiếu này cũng không có trả cổ tức nó cũng không phải là một công ty hay gì hết thì các bạn chỉ có thể đợi giá lên để bán mà thôi thì làm sao các bạn có thể kiếm thêm được thu nhập ngoài chỉ việc là chờ giá lên thì hợp đồng option hợp đồng tùy chọn sẽ cho các bạn cái sự lựa chọn đó các bạn các bạn có thể lựa chọn những cái chiến lược như là các bạn có thể là bán những cái call option như là quyền được mua hay là các bạn có thể bán những cái put option quyền được bán để có thể tạo thêm thu nhập à, những người nào mà muốn biết thêm nữa, hãy xem cái video ngày hôm qua nhưng mà đây là một cái thông tin rất là tốt dài hạn các bạn nó khiến cho cái sản phẩm bitcoin etf nó sẽ hấp dẫn hơn đối với rất là nhiều nhà đầu tư tại vì đây là một cái mảnh mà nó vẫn chưa có hiện bây giờ bây giờ đã xuất hiện rồi các bạn chúng ta trước đây đó thì không có etf cho bitcoin khiến cho nhiều nhà đầu tư đó họ không có muốn đầu tư các bạn tại vì họ không muốn tự giữ bitcoin họ cảm thấy phiền phức họ chỉ muốn mua Bitcoin thông qua một cái sàn giao dịch mà họ quen thuộc mà thôi giống như là chúng ta nói tới những sàn như là phải đeo đi và sau cái vụ của FTX đã khiến cho rất nhiều người họ muốn xa lánh thị trường này cho nên họ không muốn sử dụng một cái sàn thuần như crypto vì lý do đó và họ cũng không muốn gắt rối tự giữ khoa cá nhân Bitcoin ETF đã lắp lại cái lỗ hỏng đó khiến cho nhiều nhà đầu tư hơn muốn tham gia vào. Nhưng mà một nhà đầu tư đó thì họ có thể là muốn có thêm lợi nhuận, muốn có thêm thu nhập. Họ không muốn chỉ lưu trữ một cổ phiếu rồi chờ giá tăng lên. Thì options là cái chìa khóa để mà mở cánh cửa đó các bạn. Chúng ta sẽ có thêm nhiều người nhiều tổ chức đầu tư hứng thú với sản phẩm Bitcoin ETF hơn và trong trường hợp này đó chính là sản phẩm Bitcoin ETF của BlackRock các bạn hôm nay đó thống kê từ Bloomberg đó thì tổng kết cuối cùng cho ngày đầu tiên giao dịch option quyền chọn của iBit nghĩa là của BlackRock đó thì đạt gần là 2 tỷ đô la các bạn 1,9 tỷ giá trị hợp đồng cái này là giá trị hợp đồng mà thôi đương nhiên đây là một cái giống như đòn bảy các bạn cho nên chúng ta tính theo giá trị hợp đồng đó là gần 2 tỷ với 354.000 hợp đồng được giao dịch các bạn, trong đó chúng ta thấy 289.000 là quyền chọn mua, nghĩa là call option các bạn, và 65.000 là quyền chọn bán put option. Thì các bạn không có đành gì cái này ra các bạn có thể Google để tìm hiểu hơn hay là xem cái video thường đã chia sẻ ngày hôm qua. Đây là một cái loại hợp đồng nó không giống như là futures các bạn. Futures là các bạn uh, có thể là long hay là short, nhưng mà hợp đồng này đó là hợp đồng thực sự có thể thực hiện được. Giống như các bạn có hợp đồng mua nó call option, các bạn giả sử các bạn có hợp đồng mua ở cái mức là 100.000 đô đi thì Bây giờ giá chỉ là 92.000 đô thôi Thì tại sao một ai đó lại muốn mua hợp đồng Mua ở cái mức 100.000 Tại vì hợp đồng đó có thể là có giá trị 6 tháng Thì trong thời gian 6 tháng đó Nếu như mà giá Bitcoin lên hơn 100.000 đô Giả sử như là lên tới mức là 150.000 đô Thì người đó vẫn có thể là mua được Bitcoin mức giá là 100.000 đô Thì tại sao một người lại muốn bán hợp đồng như vậy Tại vì thứ nhất đó, họ đang lưu trữ cây cổ phiếu của Ibit và họ muốn có thêm thu nhập và họ nghĩ là trong khoảng thời gian đó giá sẽ không thể qua được 100.000 đô. Nếu như giá qua được 100.000 đô đó thì họ vẫn có lời chỉ là họ lợi ít hơn mà thôi. Nhưng mà nếu như mà giá không qua khỏi 100.000 đô trong khoảng thời gian đó thì họ vẫn tiếp tục lưu trữ cổ phần Ibit như là họ đang lưu trữ hiện bây giờ chỉ là họ có thêm thu nhập đó mà thôi và có thể dùng thu nhập đó để mà mua thêm cổ phần nữa các bạn. Các bạn thấy được đó là những cái chiến lược có thể thực hành được. Và những mà nào mà ở Hoa Kỳ đó nếu như các bạn muốn làm việc cho công ty tư vấn tài chính mà các bạn muốn làm việc với lại chứng khoán tại vì trong thị trường tài chính chúng ta có nhiều sản phẩm giống như chúng ta nói tới bảo hiểm hay là chúng ta nói tới những cái uh, quỹ tương hỗ nhưng mà nếu như các bạn muốn làm việc trực tiếp với chứng khoán đó thì các bạn phải có một cái chứng chỉ gọi là Series 7 các bạn ở Cali đó, các bạn phải có thêm một chứng chỉ nữa đó chính là Series 63 và nếu các bạn đi thi để có chứng chỉ chứng khoán Series 7 đó, thì các bạn phải hiểu hai điều cực kỳ quan trọng thứ nhất đó chính là option, các bạn phải tính toán option khi mà các bạn à, đi thi cái bạn đó và các bạn phải biết rất là nhiều về những cái công trái phiếu hoạt động như thế nào. Đó là hai phần lớn của series 7 bản thân thuận thì đã từng giữ series 6, series 7, series 63, series 24 các bạn khi mà làm việc cho thị trường chứng khoán. Và tôi nghĩ đây là một cái yếu tố rất là lớn dài hạn các bạn và cũng có thể là một cái yếu tố lớn dẫn đến chúng ta thấy giá Bitcoin tăng trưởng ngày hôm nay và đây cũng là điều được chia sẻ Bloomberg các bạn. Họ tin chắc chắn là option là cái chất xúc tác đã khiến cho Bitcoin đạt được all time high ngày hôm nay và đương nhiên đó, chúng ta nhìn thấy được là Rayscale cũng không thể đứng yên rồi tại vì họ không thể nào mà cứ đứng yên thấy ai biết lấy hết thị trường option họ sẽ có hợp đồng quyền chọn dựa trên Rayscale ETF các bạn, Rayscale có hai cái loại ETF khác nhau GBTC và BTC thì hai cái này đó nó cũng tương tự như nhau mà thôi các bạn chỉ là một cái nó có cái phí thấp hơn và các bạn cũng thấy được một cái dẫn chứng rất rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn vào thống kê Bitcoin ETF bây giờ vẫn chưa đầy đủ, vẫn chưa có từ BlackRock thì các bạn nhìn thấy được ngày hôm nay chúng ta có cái dòng tiền ETF rất là lớn trong khi giá ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua cũng như ngày trước đó cũng như là cuối tuần nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền bây giờ chưa tính BlackRock đã lên tới là 600 triệu đô la rồi. Tại vì sao? Tại vì người ta muốn có thể sử dụng hợp đồng quyền chọn option thì phải có những cái cổ phần trong tay các bạn. Và đương nhiên quỹ nào mà có hợp đồng quyền chọn thì sẽ có lực mua cho những người mà muốn sử dụng hợp đồng Cho nên chúng ta mới thấy là Rayscale cũng tranh thủ để họ có thể có hợp đồng quyền chọn Và họ nói là có thể bắt đầu vào ngày mai Đáng tiếc Ethereum thì không được lạc quan lắm các bạn Và thậm chí ngày hôm qua đến cuối cùng là chúng ta đã có một cái sự bất ngờ Nhưng mà không phải bất ngờ tốt các bạn Là một cái sự bất ngờ không được tốt với Ether Đột ngột chúng ta lại có lực bán đến từ BlackRock ngày hôm qua là gần 24 triệu kết thúc Chúng ta có dòng tiền âm là 40 triệu trong khi mà ngày hôm qua đó chúng ta nhìn thấy được với Bitcoin đó thì BlackRock vẫn thu vào là gần 90 triệu. Hôm qua chúng ta vẫn có một ngày tốt cho dòng tiền Bitcoin ETF là 254 triệu trong khi mà Ethereum là dòng tiền âm tiếp tục là 39.1 triệu, hôm nay chúng ta lại có lực bán đương nhiên đến từ Grayscale cộng với là lực bán đến từ Fidelity các bạn và cũng không hề nhỏ chúng ta lại thấy dòng tiền âm bây giờ là 67.1 triệu đương nhiên chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock, không biết sẽ như thế nào nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là cái sự hứng thú đó với Ethereum đó thì cũng đã nguội lại trong vòng mấy ngày qua còn về một số cổ phiếu mà chúng ta quen thuộc đó thì các bạn thấy được là cổ phiếu của Tesla ngày hôm nay đã kết thúc đã tăng 2.14%. Chúng ta có MicroStrategy tiếp tục tăng nữa các bạn, hôm nay tăng gần 12%. À, chúng ta sẽ nói thêm về chỉ một lát nữa. Các bạn cũng đã thấy được là gần đây đó họ đã liên tục có nhiều cái thông báo thu mua và muốn có thêm tiền để thu mua các bạn bằng cách là bán thêm trái phiếu và muốn bán trái phiếu với cái mức là 0% các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái sự hứng thú của những nhà đầu tư đó cực kỳ nhiều cho nên họ mới rao bán công trái phiếu ở mức là 0% như vậy và chúng ta cũng đã nói tới nhiều trong video ngày hôm qua rồi Chúng ta có thêm nhiều thông tin mới, tôi sẽ chia sẻ một lát nữa với các bạn Chúng ta có cổ phiếu Coinbase hôm nay đã kết thúc xuống một chút các bạn à, Coi như cũng đứng yên một chỗ, xuống 0.26% mà thôi à, Chúng ta có cổ phiếu của Mara đã tăng trở lại 9.69% ngày hôm qua đó Công ty Mara đã công bố là họ sẽ kêu gọi thêm vốn để mà thu mua thêm Bitcoin các bạn Riot thì hôm nay cũng không có thay đổi nhiều, tăng 0.9% Và nói về thị trường crypto nói chung đó thì các bạn thấy được là tùy giá Bitcoin bây giờ mức là hơn 92.000 đô thì cũng đã tăng gần 1% so với ngày hôm qua và chúng ta cũng có vài altcoins cũng có cái sự tăng trưởng trong vòng một ngày qua các bạn như là chúng ta nói tới là Cardano cũng tăng 4% và trong vòng một tuần qua Cardano cũng đã tăng là gần 38% chúng ta có Dogecoin cũng tăng khoảng chừng là 3% ngày hôm nay nhưng mà nhìn chung đó thì chúng ta thấy được là trên thị trường altcoins thì chúng ta có nhiều màu đỏ hơn là màu xanh các bạn và vốn hóa của cả thị trường hôm nay đây thì giảm 1.2% vẫn rất là tốt các bạn vốn hóa vẫn trên 3 3,2 nghìn tỷ hiện bây giờ. Và đây là một cái thống kê cũng khá là thú vị các bạn đến từ Charlie Bilello. Thì đây là cái thống kê của một số tài sản sau cái ngày mà Trump đắc cử thì các bạn có thể được là thị trường tài chính tuy là mấy ngày hôm qua nó cũng đang ngồi lại nhưng mà chúng ta nhìn từ cái lúc mà Trump đắc cử tới bây giờ đó Trump chưa có nhận chức tổng thống nữa các bạn tới tháng 1 có nhận chức tổng thống mà từ lúc mà đắc cử tới bây giờ thị trường tài chính cũng đã có một cái sự tăng trưởng cực kỳ mạnh các bạn thật sự là điên rồ khi mà chúng ta nhìn vào những cái con số như là Dogecoin đã tăng 141% các bạn từ khi mà Trump đắc cử MicroStrategy tăng 87% và các bạn nên nhớ là cái ngày bầu cử chỉ là ngày 5 tháng 11 mà thôi hôm nay là ngày 19 tháng 11 của Hoa Kỳ nghĩa là mới 2 tuần thôi các bạn trong vòng 2 tuần Dogecoin tăng 141% MicroStrategy tăng 87% Coinbase tăng 67% các bạn Tesla tăng 30 56%, Bitcoin tăng 35% và những ngân hàng nói chung đó thì tăng 8.7%, đồng đô la đó thì mạnh hơn khoảng chừng là gần 3% các bạn, những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ đó thì tăng 2.5% và chỉ số S&P 500 cổ phiếu những vốn hoa lớn đó thì tăng 2.2% trong khi chúng ta nhìn thấy được là những cái như là chúng ta nói tới vàng hay là dầu hay là chúng ta nói tới những cái công trái phiếu đó thì đều giảm sau khi mà Trump đắc cử các bạn nhìn thấy được là từ khi mà Trump đắc cử tới bây giờ 2 tuần thị trường tài chính thực sự cũng rất là điên rồ chỉ là mấy ngày hôm nay nó ngủ là một chút mà thôi <laughs> Nhưng mà mọi người vẫn không được vui các bạn, Bitcoin kiếm được 2.000 đô, mọi người vẫn cảm thấy bây giờ nhàm chán. Trong khi chỉ hai tuần trước, chúng ta thấy được giá Bitcoin chỉ có 6 mấy ngàn đô mà thôi. Và có một câu hỏi Thuận muốn chia sẻ với các bạn lại, đây là điều Thuận đã từng chia sẻ rồi, nhưng mà có một bạn cũng vừa mới hỏi Thuận là có bao giờ Thuận nghĩ Bitcoin là bong bóng tài chính? Thì... Uh, quan điểm của Thuận các bạn cũng đã biết rồi, Thuận nghĩ đó là tất cả tài sản đều là bong bóng tài chính vì giá của tài sản phản ảnh suy nghĩ của các nhà đầu tư về tương lai của tài sản đó không phải giá trị hiện tại và theo định nghĩa đó là một bong bóng nhưng mà cái mà mọi người gọi là bong bóng tài chính thì thuận chỉ xem nó như là một cái chu kỳ tự nhiên trong thị trường tài chính mà thôi có lúc mở rộng có lúc thu hẹp có lúc tăng cao có lúc điều chỉnh đó là một điều rất là bình thường trong những cái tài sản các bạn một chu kỳ tài sản nào cũng có hết tùy theo là bao nhiêu năm dài hay ngắn mà thôi chúng ta nói tới bất động sản chúng ta nói tới chứng khoán chúng ta nói tới vàng thì đều có những cái chu kỳ như vậy cho nên cái từ bong bóng tài chính thường cảm thấy nó được lạm dụng rất là nhiều các bạn và nó khiến cho mọi người lo lắng và lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đúng là có một số những tài sản nó, nó tăng rồi sau đó nó giảm và giảm mãi luôn không tăng nữa. Nhưng mà những cái mà người ta gọi là bong bóng tài chính như là bong bóng com hay là chúng ta nói bong bóng bất động sản hay là nhiều người gọi là bong bóng bitcoin đó thì cái đó nó chỉ đúng trong nhất thời mà thôi các bạn. Các bạn có nghĩ đi, năm 2017 đó giá bitcoin từ khoảng chừng là vài trăm đô lên tới 20.000 đô rồi sau đó giảm từ 20.000 đô xuống còn 3.000 đô Thì nhiều người gọi đó là bong bóng thôi các bạn Nhưng mà bây giờ đó Nhiều người ước gì có thể trở lại Thời điểm năm 2017 và đu đỉnh Ngay cái lúc 20.000 đô các bạn <laughs> Cũng giống như là Chúng ta nói tới là bong bóng bất động sản Năm 2008 chúng ta đọc chúng ta nghe thông tin nghe có vẻ như là cái thời điểm đó, đó nó giống như tận thế các bạn nhưng mà không phải đâu đó là cái thời điểm thuần đã từng trải qua lúc đó là thuần đã đi làm rồi các bạn mọi thứ nó đã vẫn diễn ra mà thôi chỉ là đi làm đó thì lương có thể là không được tăng nhanh hay là khó lên chức tại vì tình hình thị trường đó, nó hơi khó khăn một chút các bạn đi kiếm việc làm thì khó hơn nhưng mà đối với tất cả người khác đó thì cuộc sống vẫn tiếp tục chứ không phải là tận thế đâu các bạn. Và nói thật, biết bao nhiêu người ước gì có thể trở lại thời kỳ bong bóng bất động sản năm 2008 tại Hoa Kỳ rồi mua một căn nhà các bạn tại vì lúc đó giá vẫn rẻ hơn nhiều so với bây giờ. Và điều là cái giá bây giờ đã gấp đôi cái giá hồi đỉnh của bong bóng năm 2008 rồi cho nên cái từ bong bóng tài chính là một cái gì đó thuận cảm thấy nó được lạm dụng quá nhiều và khi mà giá giảm xuống thấp thì mọi người đều lo sợ và tránh xa các bạn không ai muốn tìm hiểu hết khi mà giá cao đó thì một số người lại lo lắng đây là bong bóng rồi lại lo sợ không muốn tham gia vào cuối cùng thì cái quan trọng nhất là cái khoảng thời gian các bạn muốn đầu tư là bao nhiêu lâu đầu tư vào tài sản đó có hợp lý với các bạn hay là không đương nhiên một bạn trẻ thì có thể là đầu tư vào bitcoin thấy giá lên xuống hàng ngày nó cũng cảm thấy quen mà không có gì gọi là bất ngờ nhưng mà một người có thể là 90 tuổi ra thì đầu tư Bitcoin thì có thể là sẽ ra đi sớm các bạn cho nên tùy theo là các bạn ở vị thế nào tùy theo là các bạn muốn đầu tư bao nhiêu lâu mục tiêu của bạn là gì những cái đó mới là quan trọng chứ những cái như là cái này có bong bóng tài chính hay là không nó thật ra cũng không phải là những cái mà thuận quan tâm đến các bạn thường chỉ nghĩ đến là chiến lược như thế nào mà thôi và tới cuối cùng đó, chiến lược các bạn như thế nào và quản lý rủi ro ra sao cái đó mới là điều quan trọng Tại vì các bạn phải đầu tư vào cái gì mà các bạn thật sự là thích nếu các bạn muốn đầu tư dài hạn như là nhiều bạn nói. Giống như là các bạn đi tập thể dục, các bạn thấy người ta chạy bộ, các bạn cũng muốn chạy bộ giống người ta, các bạn thấy người ta tập tạ, các bạn cũng muốn tập tạ giống người ta. Nhưng mà nếu như các bạn thật sự không có thích chạy bộ hay là tập tạ thì các bạn sẽ không thể đi tập thể dục lâu dài được các bạn phải chọn cái gì đó phù hợp với mình và các bạn có thể làm lâu dài được không phải là lúc mà các bạn có hứng thú các bạn hào hứng đi làm mà những lúc mà khó khăn nhất cho bạn cũng có thể đứng dậy và làm được cũng giống như thường là làm youtube các bạn có ngày thường đâu muốn làm youtube đâu cái đó là điều bình thường đâu phải ngày nào thường cũng có hứng thú lên đây để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà cái cách làm của thuận cái cách mà thuận quản lý kênh ngay bây giờ phù hợp để mà đi đường dài cho nên thuận có thể là tiếp tục và tiếp tục với các bạn trong vòng bao nhiêu năm qua cũng là lựa chọn cái cách nào mà thuận cảm thấy hợp lý nhất các bạn có hàng trăm hàng ngàn cách để có thể làm youtube nhưng mà đây là cách mà thuận lựa chọn thì đầu tư cũng sẽ tương tự như vậy Tâm sự đó đủ rồi các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin còn lại Rất nhiều tin tức lớn luôn Chúng ta đã thấy là cuối cùng nữa thì Tether cũng đã in thêm 1 tỷ đô la Gần đây họ in kinh khủng nữa các bạn Thường thấy là trong vòng thời gian ngắn họ đã in là gần như 10 tỷ luôn rồi có một hai tỷ gì đó đó họ in ra nhưng mà thực sự là họ hoán đổi cái mạng lưới Tron và Ethereum cho USDT cho nên vì lý do đó à, các bạn thấy được là có thông tin là họ in nhưng mà không phải là in các bạn vốn hóa vẫn giữ giống nhau nhưng mà hôm nay thì không phải hôm nay đó thì à, họ thực sự đã in thêm một USDT trên mạng lưới của Ethereum các bạn gần đây họ in cực kỳ nhiều USDT trên Ethereum luôn và cũng như thường lệ Tether the CEO nói là in sẵn trên Ethereum nhưng mà chưa có phát hành các bạn và chúng ta cũng đã đến gần cuối năm rồi bây giờ hãy nhìn lại một số những nhân vật nổi tiếng và xem coi là họ dự đoán cuối năm nay và đầu năm sau và những năm tới đây đã giá Bitcoin như thế nào và các bạn thấy cái nào hợp lý nhất các bạn comment bên dưới chúng ta có team rapper các bạn đây là một trong những người đầu tư bitcoin rất lâu rồi và đã mua lại cái số lượng bị bitcoin lúc mà chính phủ hoa kỳ bán đấu giá cách đây đã cũng khoảng chừng là hơn 10 năm nữa các bạn thì ông nói Bitcoin có thể đạt được 250.000 đô vào năm sau các bạn, năm 2025. Một điều các bạn nên biết đó, Tim là một người mà cũng đã dự đoán giá Bitcoin sẽ lên tới 250.000 đô. Bất kể mùa nào các bạn, năm 2021 ông cũng nói như vậy, năm 2017 ông cũng nói y chang như vậy. Thì nghĩ là ông sẽ tiếp tục giữ cái mức giá 250.000 đô cho đến một ngày nào đó. Nó trở nên sự thật. Và nói thật đó lần này là cái lần mà chúng ta có khả năng thấy được 250.000 đô nếu như mà chúng ta tiếp tục đi theo chu kỳ mỗi 4 năm các bạn tại vì chu kỳ 4 năm thì chúng ta có khả năng sẽ thấy năm sau là một năm mà sẽ bùng nổ nếu như chúng ta tiếp tục theo chu kỳ 4 năm có nhiều người bây giờ đó lại một lần nữa mất lòng tin với chu kỳ 4 năm nhưng mà mất lòng tin theo cách bullish các bạn chứ không phải là bearish trước đây đó thì một năm trước đây đó thì nhiều người bearish các bạn và mất lòng tin với chu kỳ 4 năm nó là sẽ không có chu kỳ 4 năm đâu chúng ta sẽ có suy thoái tài chính vân vân và vân vân các bạn và bitcoin sẽ không có đạt đỉnh mới cuối cùng đó thì đến ngay thì đến bây giờ năm sau ra sao thì năm sau mới biết các bạn nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta vẫn lặp lại chu kỳ 4 năm cái mức giá bây giờ thì cũng tương tự như mức giá mà chúng ta đáng lý đâu nên có dựa theo chu kỳ 4 năm các bạn tôi đã từng chia sẻ rất rất nhiều lần với các bạn thường đó thì sau khi bitcoin hai bình xong là khoảng chừng 6 đến 8 tháng sau đó chúng ta sẽ có đỉnh mới và Bitcoin Halving là vào tháng 4 của năm nay thì 6 đến 8 tháng sau thì cũng cỡ này để các bạn khoảng chừng là từ tháng 10 tới tháng 12 thì chúng ta cũng tiếp tục đi theo chu kỳ 4 năm năm sau ra sao đó thì năm sau mới biết được các bạn nhưng mà thuần cảm thấy rất là hào hứng hiện bây giờ nhưng mà trước đây đó thì mọi người bearish và không tin vào chu kỳ 4 năm bây giờ đó thì mọi người bullish và không tin vào chu kỳ 4 năm các bạn chúng ta lại bắt đầu nghe những cái thông tin phong phanh là chúng ta sẽ không có chu kỳ 4 năm chúng ta bây giờ đã có Bitcoin ETF chúng ta đã có full war thì không có lý do gì mà đột ngột giá giảm và đi theo chu kỳ 4 năm nữa chúng ta sẽ đi vào một chu chu kỳ dài hơn một siêu chu kỳ chúng ta đã bắt đầu nghe những thông tin đó rồi và nếu như mà giá tiếp tục tăng thì tôi nghĩ là cái âm thanh đó sẽ càng ngày càng lớn hơn các bạn và đó cũng là điều chúng ta đã từng nghe vào năm 2021 chúng ta nghe siêu chu kỳ rất là nhiều các bạn và bây giờ đã thuận lại bắt đầu nghe một số người nói về siêu chu kỳ một lần nữa nếu như có siêu chu kỳ thì còn gì bạn các bạn nhưng mà ngay bây giờ thuận chỉ có thể nói là chúng ta vẫn tiếp tục đi theo chu kỳ 4 năm ở ngay thời điểm này năm sau ra sao thì tới đó mới tính các bạn chúng ta có a làm bác nghĩ là tới cuối năm nay chúng ta sẽ có giá Bitcoin là 100.000 đô. Điều này cũng có thể các bạn, chúng ta cũng đã rất là gần rồi. Bitcoin chỉ cần tăng 10% mà thôi từ đây đến cuối năm, còn khoảng 6 tuần nữa. Chúng ta có plan B đó thì nói là Bitcoin sẽ đạt được 400.000 vào năm 2026. Nhưng mà năm 2026 là cái thời điểm mà sau chu kỳ 4 năm. Chúng ta thấy được là Peter Brand thì nói là năm sau chúng ta sẽ có giá là 135.000 cái này đó cũng có thể xảy ra các bạn. Tại vì chúng ta nói tới là cả năm sau lận Arthur Hayes thì nghĩ là chúng ta sẽ có giá 750.000 vào năm 2026 Robert Kiyosaki nghĩ là chúng ta sẽ có giá 500 ngàn vào năm 2025. Cathy Wood thì nghĩ xa hơn, nghĩ là chúng ta sẽ có giá là một triệu rưỡi cho một Bitcoin vào năm 2030 các bạn. Thật ra nó cũng không phải là xa lắm đâu, từ đây đến năm 2030 đó thì chỉ còn khoảng chừng là 6 năm nữa thôi các bạn. Mà trong khi đó, đã lập kênh này cũng đã qua năm thứ 8 rồi, rất là lẹ luôn, thời gian trôi qua lẹ hơn các bạn nghĩ. Mike Noobrat thì nghĩ là tới cái chu kỳ kế tiếp thì giá mình không mới đạt được 500.000 đô. Michael Saylor đó thì nghĩ cực kỳ xa các bạn. Ông nghĩ là chúng ta sẽ thấy mức giá là 13 triệu vào năm 2045. Lúc đó đó thì uh, thùng cũng đã rất lớn tuổi rồi các bạn. Để coi coi năm nay là 2024 cho là năm 2025 đi Thì uh, chúng ta được là còn 20 năm nữa Lúc đó Thuận cũng đã 60 tuổi rồi Thay là Winklevoss thì nghĩ là tới năm 2030 Chúng ta chỉ đạt được 500 000 mà thôi Các bạn nghĩ ai sẽ đón đúng giá các bạn hãy comment ở bên dưới nhưng mà chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với những cái thông tin lớn thì các bạn thấy được là có cái thông tin là Michael Saylor sẽ trình bày trước hội đồng quản trị của công ty Microsoft các bạn vào tháng tới về việc mua Bitcoin cho quỹ dự trữ của Microsoft các bạn cũng đã nhớ đó là tháng 12 này thì Microsoft sẽ bỏ phiếu cổ đông của họ sẽ bỏ phiếu để xem coi công ty Microsoft có nên tích lũy Bitcoin làm tài sản dự trữ hay là không tuy là hội đồng quản trị đã nói là cái này họ đã xem xét và họ nghĩ là không nên tích lũy bịch khôi để làm tài sản dự trữ nhưng mà đến cuối cùng đó thì ngủ định chính là cổ đông các bạn cổ đông sẽ bỏ phiếu và hầu như hội đồng quản trị của Microsoft cũng có thể là muốn nghe một ý kiến khác cho nên Michael Saylor sẽ đến để mà trình bày cho hội đồng quản trị của Microsoft về tại sao nên lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của công ty các bạn và tôi nghĩ là không ai tốt hơn là Michael Saylor để giải thích những vấn đề này với lại những cái công ty tại vì sao tại vì chính công ty của ông là công ty mà đã rất thành công trong việc lưu trữ Bitcoin các bạn công ty MicroStrategy các bạn đang nhìn thấy được là cổ phiếu đó tăng kinh khủng luôn từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 584% các bạn và chúng ta nói được trong vòng một năm qua đó thì đã tăng 797% rất kinh khủng các bạn, tăng nhiều gấp mấy lần Bitcoin luôn và ngày hôm nay lại đạt đỉnh mới nữa. Và rất nhiều người đó không có hiểu mô hình hoạt động của MicroStrategy dẫn đến các bạn thấy được có rất là nhiều à, những cái bài đăng ở khắp nơi các bạn. Bài đăng này đó là trên Wall Street Bet. Đây là cái diễn đàn mà các bạn đã nhớ rất nổi tiếng à, với với lại cây vụ mà GME đó thì các bạn thấy được là có người ở trên đó đã liên tục short cổ phiếu MicroStrategy rồi ngày này qua ngày đó tăng 10%, tăng 27%, tăng 13%, tăng 8%, tăng 15%, tăng 18%, tăng 14% và người này đã liên tục bị cháy tài khoản các bạn. <laughs> và người này đã lên đây rồi la lối âm sầm. Và các bạn thấy được là ở bên dưới này đó có một người khác nữa là Mario Rabi không cũng không biết người này đâu các bạn nhưng mà cũng chia sẻ nhìn hình ảnh này đó thì hình như là chia sẻ trên LinkedIn nói chung đó thì người này cũng khá là cây cú khi mà cổ phiếu của MicroStrategy tiếp tục tăng các bạn và người này nói là công ty MicroStrategy là một công ty đó chỉ triển khai chiến lược thu mua Bitcoin mà thôi nó không đáng để được list ở trên sàn Nasdaq <laughs> các bạn đã thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy càng tăng thì à, mọi người càng khóc càng to các bạn <laughs> Và một số bạn đã hỏi thuận là nếu như giá Bitcoin giảm mạnh đó, thì công ty MicroStrategy có bị gì hay không? Họ đã triển khai nhiều chiến lược để mà vay mượn hơn nhiều so với lại cách đây 4 năm. À, cho nên tương lai sẽ có trả lời các bạn như mình thường có thể chia sẻ là về quá khứ đó các bạn cũng đừng có quên là họ cũng vay mượn rất là nhiều để mua Bitcoin. Và năm 2022 đó giá đã từ 69.000 đô giảm xuống còn 15.000 đô cho một Bitcoin các bạn. Và biết bao nhiêu người nói là công ty MicroStrategy sẽ bị thanh lý. Cuối cùng là họ cũng không bị gì hết các bạn và họ tiếp tục thu mua thêm Bitcoin cho đến bây giờ. Còn về tương lai ra sao thì thật sự không có biết là kết cấu của họ như thế nào. Đương nhiên Michael Saylor và hội đồng quản trị của công ty đã sẽ có cái cách gọi riêng. Tới đó chúng ta mới biết được các bạn. Và hy vọng là Michael Saylor sẽ tiếp tục ở lại với chúng ta, tại vì mỗi một mùa đó thì chúng ta đều thấy là cái người anh hùng trong thị trường này đó, đều bị tiêu diệt các bạn. Cái mùa trước đó chúng ta thấy được là biết bao nhiêu người nghĩ Simon Free là một anh hùng các bạn nhưng mà cuối cùng đó, thì không phải và Simon Free bị tiêu diệt, chúng ta cũng đã nghĩ đến Alex Masinski cũng bị tiêu diệt các bạn của Simon chúng ta nghĩ tới đô khoan của Luna và UST, các bạn cũng nghĩ đến rất là nhiều người đã thành công và cái mùa năm 2021 họ kiếm được rất nhiều tiền các bạn. Rồi sau đó họ cũng đã rời khỏi thị trường đúng lúc nhưng mà rất là nhiều người đó thì lại chuyển cái số tiền lời của mình vào UST Tại vì lúc đó đó mọi người nghĩ UST là một cái giao thức stablecoin nó rất là an toàn Nó có lợi nhuận rất là cao là 20% mỗi năm Thì tại sao lại không có để tiền vào đó, nó rất là an toàn Cuối cùng ấy, thì các bạn thì được là rất nhiều người đáng lý đâu Họ rất thành công nhưng mà họ lại mất đi rất nhiều tiền Thì uh, hy vọng Michael Saylor sẽ không phải là nhân vật chính trong cái mùa này Và <laughs> hy vọng là ông sẽ tiếp tục ở lại cho tới một cái tiếp các bạn. cho nên thùng mới nói là quá khứ đó thì cho thấy là giá bitcoin giảm mạnh, công ty MicroStrategy thì vẫn không vấn đề gì. nhưng mà đợt này đó thì ông vay mượn nhiều hơn các bạn và áp lực đó không biết như thế nào nếu như mà chúng ta lại thêm mùa đông nữa chúng ta từ đó mới biết được bây giờ chúng ta hãy tận hưởng những cái thời điểm tốt đẹp các bạn và chúng ta cũng thấy là cái sự FOMO cấp công ty vẫn tiếp tục Made Planet đã thu mua thêm 124.11 BTC các bạn thì bây giờ đó họ đã ho đồ tổng cộng là 1.142.29 Bitcoin thì đáng giá bao nhiêu À, Thường cũng không máy tính ở đây các bạn Nhưng mà đáng giá tính theo Yen Tại vì họ là một tập đoàn ở Nhật Bản Thì đáng giá theo đồng Yen là 11.37 tỷ Yen Đó là bao nhiêu đô la các bạn hãy comment ở bên dưới Các bạn thấy được là mới đầu đây là mọi người đều cười Made of planet tại vì họ mua chỉ có vài Bitcoin Bây giờ đó họ đã có hơn cả ngàn Bitcoin rồi các bạn Và họ tiếp tục tích lũy và tăng tốc lên Khi mà họ cảm thấy được là thoải mái rồi Với chiến lược này thì họ sẽ tăng tốc lên các bạn Đó là những gì chúng ta thấy Đối với những cái công ty như là MicroStrategy Và À, các bạn cũng đã thấy là cổ phiếu của Meta Planet ở Nhật Bản nó cũng đã tăng liên tục và thuận nhớ đó cái đề hơn như một tuần nữa thì đó là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong năm nay của cả thị trường Nhật Bản các bạn. Đây là một trong những chiến lược mà có thể khiến cho giá cổ phiếu tăng nó dẫn đến cái sự FOMO các bạn. Tại vì nhiều người đó họ muốn tiếp cận với bitcoin nhưng mà họ lại chưa có can đảm để mà tự đầu tư vào bitcoin etf hay là họ chưa có can đảm để mà tự mua bitcoin thì họ lại muốn tiếp cận thông qua những công ty thế này, tại vì họ nghĩ cái này ra thì nó sẽ là một cái loại mô hình mà họ cảm thấy quen thuộc hơn. và một điều khác khiến cho Thuần cảm thấy bất ngờ nhất đó là các bạn thấy là những công ty này như là michael hay là Planet khi mà họ công bố là bán trái phiếu thì trong vòng vài ngày thôi các bạn thì họ đã có thể thu bitcoin rồi, à, có thể nói là rất nhanh luôn. Tôi nghĩ là khi họ công bố bán trái phiếu thì có thể tốn vài tuần hay gì đó Nhưng mà không phải các bạn khi họ công bố rồi Thì hầu như là trong thời gian ngắn là họ bán được hết trái phiếu Và có tiền lập tức các bạn Và chúng ta lại có thêm một công ty nữa Đây là công ty mới cũng triển khai chiến lược tích lũy Bitcoin các bạn Đó chính là công ty LQR House Và hội đồng quản trị của công ty này đã, đã phê duyệt mua Bitcoin trị giá lên tới 1 triệu đô la Để làm tài sản dự trữ ngân quỹ 1 triệu đô la là con số đối với công ty thì không có phải là nhiều rồi các bạn Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được những công ty như Made Planet Thì họ cũng bắt đầu từ con số nhỏ như vậy Và công ty cũng sẽ chấp nhận thanh toán bằng crypto Ở trên một trang web có tên là cwspirits.com các bạn Và khi mà họ chấp nhận thanh toán bằng crypto nếu như mà có ai đó trả một bitcoin đó thì họ sẽ giữ lại con số lên tới 10 triệu đô la bitcoin nghĩa là họ vừa thu mua nhưng mà họ sẽ giữ lại cái số bitcoin được trả để mà mua cái bạn và họ bán cái gì thì họ là một cái nền tảng thương mại điện tử chuyên về ngành đồ uống có cồn và nước giải khác các bạn và họ tin rằng tính khan hiếm và nguồn cung hữu hạn của Bitcoin khiến nó trở thành một biện pháp phòng ngừa lạm phát hiện đại và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Và chúng ta cũng tiếp tục thấy là công ty Mara Holdings thì họ cũng đã tăng quy mô phát hành trái phiếu không lãi suất từ 750 triệu đô la lên đến 850 triệu đô la để mua thêm Bitcoin sau đợt chào bán ban đầu được đăng ký vượt mức các bạn cho thấy là nhu cầu rất là lớn luôn cũng tương tự như là Michael Strategy và đây cũng là một trong lý do tôi nghĩ là tại sao cổ phiếu của Mara lại tăng ngày hôm nay và thêm một công ty nữa <laughs> các bạn thấy được là chúng ta chứng kiến cái sự phô mô cấp công ty rồi chứng kiến cái sự phô mô cấp quốc gia sắp sẽ xảy ra các bạn chúng ta có Chris Velosky, đây là CEO của công ty Rumble thì công ty Rumble đó là cái công ty mà Niêm yết trên sàn Nasdaq là một công ty mà cung cấp nền tảng chia sẻ video trị giá là 1 tỷ 6 các bạn Có thể là nhiều bạn có sử dụng nền tảng Rumble này rồi Thì uh, CEO của Rumble đã hỏi trên uh, Twitter là công ty Rumble có nên tích lũy Bitcoin hay là không Thì đương nhiên Michael Saylor đã, đã chia sẻ là yes tôi rất vui chia sẻ lý do tại sao và cách thực hiện như thế nào Thì CEO của Rumble nói là tôi sẽ nhắn tin riêng cho bạn <laughs> các bạn thấy được là Chris Velosky, CEO của Rumble đã khi mà hỏi câu hỏi này, đương nhiên là đã có cái sự chuẩn bị để triển khai kế hoạch thu Bitcoin rồi các bạn. Tại vì à, nếu như không có không hỏi, không khai gì đâu. Tại vì cần phải được thông qua bởi những cái hội đồng quản trị thì mới có thể thu Bitcoin được các bạn. Đương nhiên ông đã nói chuyện rồi và ông có lòng tin là sẽ có thể triển khai được, cho nên mới lên trên mạng để mà hỏi như vậy. À, chủ yếu đó để gây sự chú ý mà thôi. À, Michael Saylor đương nhiên cũng không ngần ngại để cung cấp thông tin và Rumble cổ phiếu cũng đã tăng ngày hôm nay là 2.53% của bạn và kết thúc đã tăng thêm 5.28%. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà tiếp tục nói từ những cái thông tin mới liên quan tới cái bộ nội các của tổng thống Trump sẽ như thế nào. Chúng ta cũng đã nói về cái thông tin này nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà chúng ta lại có thêm nhiều thông tin mới hơn. Chúng ta thấy được là chủ tịch tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang hay còn gọi là FDIC, Martin Runberg thông báo với nhân viên là ông sẽ rời khỏi vị trí vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước khi mà Trump nhận chức các bạn. Điều rất là tốt tại vì cái người này đã trước giờ cứ thích đổ lỗi cho crypto khi mà có ngân hàng nào bị sụp đổ. Và đây là cái người mà chúng ta nói tới rất là nhiều trong cái thời kỳ mà những ngân hàng địa phương của Hoa Kỳ sụp đổ vào tháng 3 của năm ngoái. Các bạn cũng đã nhớ đó là ông cứ nói là lý do tại sao mà ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ là tại vì thị trường crypto đi xuống dẫn đến nhiều công ty crypto phải rút tiền, dẫn đến hiện tượng rút tiền hàng loạt và ngân hàng SCB phá sản thì các bạn đã biết đó không phải là sự thật khi mà tới quốc hội đó khi mà hỏi rõ ra thì cái số lượng người đến rút tiền đó so với lại cái số lượng khách hàng mà họ có họ có khách hàng crypto và những khách hàng thông thường các bạn thì cái số lượng người mà đến rút tiền thì nó đều tương ứng với nhau không có một dẫn chứng nào cho thấy được là cái số lượng công ty đã rút là phần lớn crypto các bạn hầu hết tất cả công ty đều tới rút một lượt và lý do tại sao mà ngân hàng svb bị phá sản là tại vì họ lưu trữ nhiều công trái phiếu họ không ngờ có hiện tượng này xảy ra và lúc đó fed đang tăng lãi suất khiến cho công trái phiếu giảm tại vì các bạn đã nhớ là lãi suất với giá công trái phiếu nó sẽ đi ngược chiều với nhau và dẫn đến họ phải bán cái số lượng công trái phiếu đó bị lỗ và họ bị sụp đổ không liên quan gì đến crypto thì người này bây giờ đó sẽ từ chức một ngày trước khi mà châm nhận chức đó là điều tốt các bạn có nghĩa là trump sẽ bổ nhiệm một người mới và chúng ta cũng đã thấy gần đây đó thì trump đã bổ nhiệm rất là nhiều người ủng hộ crypto cho tất cả chức vụ và bây giờ chúng ta chỉ chờ chủ tịch SEC Gail Jansson mà thôi. Thì thùng uh, thông vẫn đang chờ đây các bạn. Tuần này để còn vài ngày nữa. Tuần sau hãy xem coi là Gail sự của từ chức hay là không. Và nói tới Gail Jansson thì thông tin bây giờ đã có thêm một người nữa. Có thể trở thành chủ tịch SEC kế tiếp chúng ta có thể nói ngày hôm qua đó chúng ta nói tới những người như là Hester Pierce, Mark Ada, chúng ta nói tới Dan Gallagher của Robin Hood vân vân. Thì hôm nay chúng ta có thêm một tên nữa đó chính là Theresa Goody Julian các bạn. Thì người này đó là một luật sư rất là ủng hộ crypto thì bây giờ nhiều người nói là cũng có khả năng sẽ trở thành chủ tịch SEC kế tiếp. Đương nhiên bây giờ đó thì tổng thống Trump chưa có công bố gì hết tại vì phải chờ chủ tịch Jay Gensler từ chức các bạn. <laughs> chúng ta đếm từng ngày và chúng ta cũng đã thấy được cuối cùng đó thì cũng đã có thông tin là Trump đã chính thức bổ nhiệm Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald làm bộ trưởng thương mại. Thì các bạn cũng đã nghe thằng chia sẻ nhiều lần rồi, Cantor Fitzgerald là công ty mà lưu trữ trái phiếu cho Tether. Trước đây đã thuận tưởng đầu là họ lưu trữ hết tất cả tài sản nhưng mà thuận đã xem được thông tin họ lưu trữ trái phiếu cho Tether. Các bạn nhớ là Tether có 80 tỷ hay gì đó trái phiếu thì cái số lượng trái phiếu đó được lưu trữ bởi công ty Cantor Fitzgerald và họ có thể đảm bảo là có cái số lượng trái phiếu đó và CEO của họ đó đó chính là Howard Lutnick sẽ trở thành bộ trưởng thương mại của Hoa Kỳ kế tiếp các bạn. Đương nhiên đây là đề xuất của tổng thống Trump phải được thông quốc hội nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta lại có thêm một người nương học crypto đi vào những cái chức vụ của bộ máy của chính quyền Trump và đương nhiên bản thân của Howard Lutnick cũng lưu trữ rất nhiều bịch kho, các bạn. Ông đã từng nói là ông lưu trữ là hàng trăm triệu đô la bịch kho luôn. Điều này là, là tốt nhưng mà cũng không phải là tốt lắm, các bạn. Tại vì chúng ta lại có một cái vấn đề khác, đó chính là cái vị trí cũng rất là quan trọng, đó chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là bây giờ đó không còn hao nữa đây là một trong những người mà có khả năng cao sẽ được chọn làm bộ trưởng tài chính bây giờ đó thì ông đã được chọn là bộ trưởng thương mại thì chúng ta bây giờ lại phải nhìn xem coi là trên Polymarket market họ nghĩ ai có khả năng cao là bộ trưởng chính kế tiếp thì bạn thấy được chúng ta có hai cái tên mới thứ nhất đó là Kevin Walsh thứ hai đó là Mark Rowan đáng tiếc là cả hai người này đó thì thường rất là im lặng về những gì liên quan đến crypto các bạn riêng về cái người mà dẫn đầu bây giờ đó có khả năng cao trở thành bộ trưởng tài chính kế tiếp dựa theo Paul The Market thì chính là Kevin Walsh thì Ken Walsh thì trước đây cũng đã từng nói về blockchain nói chung thôi chứ không phải nói riêng về crypto và ngược lại đó là một người mà rất là ủng hộ CBDC các bạn tiền kỹ thuật số quốc gia nhưng mà tổng thống Trump lại đã từng chia sẻ là ông sẽ không có cho phép có một tiền kinh thuật quốc gia các bạn không cho phép có một CBDC thì uh, nếu như mà một trong hai người này trở thành bộ trưởng tài chính kế tiếp thì uh, chúng ta thấy được là họ cũng không phải là một người mà ủng hộ crypto nhưng mà cũng không phải là người mà ghét crypto các bạn họ hầu như là không có quan điểm về crypto cũng không phải là điều xấu miễn là chúng ta có một bộ trưởng tài chính không cản được là được như thường đã từng chia sẻ với các bạn thị trường này đã sẽ phát triển và ngay cả 4 năm qua trong những thời điểm khó khăn nhất thị trường vẫn tiếp tục phát triển và tiến tới thì chúng ta không có nhất thiết là phải cần những cái luật cực kỳ tốt hay là những người uh, cực kỳ ủng hộ những crypto này đâu có đương nhiên là tốt rồi các bạn nhưng mà thị trường này sẽ tiếp tục phát triển miễn là đừng cản đường thì là tốt rồi các bạn thì nếu như một trong hai người này trở thành bộ trưởng tài chính kế tiếp chúng ta chỉ cần họ không cản đường mà thôi chứ còn họ không ủng hộ cũng được chỉ cần là không cản đường nhưng mà quan trọng hơn vẫn là quốc hội các bạn chúng ta đã thấy được là cập nhật bây giờ đó là chúng ta nói tới hạ viện thì đã có 275 ứng cử viên ủng hộ crypto thành công đạt được chiếc ghế ở Hạ viện trong khi chỉ có 122 ứng cử viên chống crypto đạt được chiếc ghế Hạ viện mà thôi. Có thượng viện chúng ta có 20 thượng nghị sĩ mới là ủng hộ crypto các bạn, chỉ có 12 thượng nghị sĩ là chống đối crypto mà thôi. Thì các bạn thấy được là rất là nhiều người ở quốc hội ở nhà trắng ủng hộ crypto bây giờ cho dù chúng ta có một bộ chi này chính thì không có quan điểm về crypto cũng không quan trọng lắm đâu nhưng mà đương nhiên thông vẫn hy vọng là chúng ta sẽ có một người khác ủng hộ crypto được trở thành bộ trưởng tài chính ở hoa kỳ nó sẽ khiến cho thị trường này phát triển còn mạnh hơn và nhanh hơn nữa các bạn và chúng ta cũng đang thấy được ngày hôm nay thì blackrock cũng đã chia sẻ nhiều thông tin họ đã chia sẻ một cái thông tin là họ tin rằng quỹ đạo áp dụng bitcoin trong dài hạn sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi trường hợp sử dụng cơ bản của bitcoin như là một giải pháp khi thế tiền tệ toàn cầu lãi suất giảm dù thông qua cắt giảm lãi suất hay là lạm phát gia tăng có thể đóng vai trò như một chất xúc tác khác thì họ tin bitcoin là một cái loại tài sản một cái loại tiền tệ toàn cầu các bạn thì tại sao là bitcoin mà không phải là một cái stablecoin thì đã từng chia sẻ rồi các bạn tất cả stablecoin bây giờ đều phải thông qua kyc đều có thể bị đóng băng hết bitcoin là tài sản lớn nhất và mạng lưới an toàn nhất bây giờ mà không thể bị đóng băng các bạn cho nên, nên các bạn nghĩ đến những quốc gia họ sẽ tin tưởng usdt họ sẽ tin tưởng usdc hay là họ muốn tự lưu trữ bitcoin và sử dụng nó hơn thì các bạn thấy được khi mà nhìn vào cái cảnh đó các bạn mới thực sự thấy được là bitcoin có giá trị như thế nào và các bạn thấy được là robby Miss Nick của BlackRock cũng đã chia sẻ là có một cái quan điểm sai lầm về Bitcoin mặc dù nó biến động và có rủi ro. Bitcoin không phải là một cái tài sản risk on điển hình như là cổ phiếu. Thì các bạn sẽ nghe cái từ risk on và risk off a lot các bạn à, trong cái thị trường tài chính này. Risk on nó hiểu đơn giản là một cái loại tài sản mà nó sẽ tăng khi mà thị trường sôi động, khi mà thị trường có sự FOMO, khi mà thị trường lạc quan, mọi người muốn chấp nhận nguy hiểm cao hơn thì những tài sản đó sẽ tăng giá mạnh giống như là những cái cổ phiếu công nghệ và những cái cổ phiếu hóa nhỏ. Còn risk up đó là một tài sản hoàn toàn khác có nghĩa là một cái loại tài sản mà khi mà mọi thứ bất ổn đó thì nó lại tăng giống như là vàng thì chúng ta thấy được là blackrock tin bitcoin không phải là một tài sản risk on nó cũng không phải là một tài sản risk off giống như là vàng và việc thiếu tương quan với các tài sản truyền thống nghe có vẻ như là không tốt nhưng thực sự rất là tốt tại vì nó khiến bitcoin trở nên có giá trị trong việc đa dạng hóa và tiềm năng phòng ngừa rủi ro vĩ mô như lạm phát và phá giá tiền tệ vai trò độc đáo này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và các tổ chức các bạn cũng đã theo dõi và những bài nào mà theo dõi nhiều năm đó thì cũng sẽ thấy được là có lúc Bitcoin nó có sự tương quan với vàng, có lúc Bitcoin có sự tương quan với chứng khoán và nó không có một sự tương quan nhất định nào trong thời gian dài ngắn hạn là như vậy nhưng mà thời gian dài hạn đó thì nó có một cái lối đi riêng. Rồi chia sẻ cái clip này với các bạn rồi chúng sẽ nói tiếp. You engage that kind of that's frankly been perpetuated by A lot of crypto research and other publications characterizing Bitcoin as a risk on asset. Bitcoin is uh, very clearly a risky asset, right? It's volatile, it's relatively new and unproven still. For a long time, it's faced regulatory uncertainty, but that's a different concept from being mm. risk on, which implies that you're supposed to correlate and go up and down with equities. Fundamentally, the risks and return drivers of Bitcoin are very different from what they are of equities and. Most other so called risk on assets. And understanding that distinction is absolutely critical for most institutional investors and for wealth advisors because it totally changes the role that it can play in a portfolio. If it is uncorrelated, which fundamentally kind of suggests it is, that's where you get this potential for it as a diversifier and even as a potential hedge against some of the macro risks that exist, some of the mặc dù các bạn thấy được Blackrock rất là bullish về Bitcoin như các bạn vừa nghe nhưng mà hôm nay đã có nhiều báo cáo cho rằng Blackrock đã chính thức ủng hộ kế hoạch dự trữ Bitcoin của tổng thống Trump nhưng mà dựa theo Fox Business News thì mặc dù Blackrock rất lạc quan về Bitcoin và tin rằng chính quyền Trump sẽ cung cấp sự rõ ràng về quy định cũng như là môi trường thân thiện hơn cho crypto tại Hoa Kỳ, họ vẫn chưa chính thức ủng hộ kế hoạch dự trữ Bitcoin của tổng thống Trump. Tuy nhiên đó, Matthew Siegel của VanEck à, thì cũng đã chính thức ủng hộ kế hoạch dự trữ của tổng thống Trump rồi các bạn. Và sự thật đó thì BlackRock hay có ai ủng hộ hay không ủng hộ đó, kế hoạch dự trữ Bitcoin cũng sẽ tiếp tục mà thôi. Và người ra quyết định đó, không phải là họ các bạn. Nếu như chúng ta nói tới có khả năng chúng ta có một quỹ dự trữ Bitcoin Hoa Kỳ hay không thì khả năng đó nó chỉ dựa vào riêng Tổng thống Trump mình thôi các bạn tại vì Tổng thống Trump có thể ra một xác lệnh và có thể là giữ cái số lượng Bitcoin đang có hiện bây giờ và sẽ không bán cái số lượng đó và sẽ chuyển qua Bộ Tài chính để giữ đi mà làm tài sản quốc gia cái đó nó có thể thực hành chỉ cần tổng thống Trump nhận chức và ký cái uh, lệnh mà thôi các bạn. Nhưng mà về việc là tích lũy thêm Bitcoin đó giống như là cái chiến lược của thượng nghị sĩ Sinterlumus thì uh, cần phải được thông qua bởi quốc hội để có thể là có cái số tiền cần thiết để mà thu mua thêm Bitcoin tại vì họ muốn thu mua tổng cộng là một triệu Bitcoin trong vòng mà tôi nhớ là 5 năm tới đây. Và các bạn thấy được là thượng nghị sĩ Elon thì rất là sốt sắng trong cái dự luật này. Và hôm nay chúng ta cũng thấy được là thị trưởng Scott Conger của Jackson Tennessee cũng là một người rất ủng hộ Bitcoin và hoàn toàn ủng hộ cái việc này. Và Dennis Porter, đây là CEO và đồng sáng lập của Satoshi Adfin Nói đó là tôi có thể chính thức xác nhận là tôi đã được mời để phát biểu trước các thành viên của quốc hội ở hai quốc gia khác nhau Về việc triển khai một quỹ dự trữ Bitcoin Các bạn cũng đã biết Dennis Porter là CEO của Satoshi Adfin Các bạn là một trong những cái đơn vị mà giúp đỡ chính phủ hiểu hơn về vai trò của crypto và Bitcoin Và các bạn cũng đã được là Dennis Porter đó cũng là người có vai trò quan trọng trong những cái dự luật gần đây được thông qua bởi những tiểu bang. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng người nào muốn ủng hộ và tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Linux và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình như thế nào mà sử dụng sao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn